Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, ngay lúc này đây thì cửa hàng chúng tôi lại về thêm một chiếc xe ở cái phân khúc SUV 7 chỗ ngồi quý vị và bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Ford Everest phiên bản là Titanium. Chiếc xe được sản xuất năm 2018 các bạn nhé. Đấy thì chiếc xe này chúng tôi cũng vừa mới mua ở trong Sài Gòn, đang chuyển ra đến cửa hàng đây các bạn này. Chiếc xe này thì tất cả là còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này mới lăn bánh được hơn 4 vạn km thôi quý vị các bạn ạ. Còn rất là mới, rất là đẹp. Và chiếc xe này thì chúng tôi sẽ về dọn rửa và tôi sẽ làm video, tôi quay, tôi đăng lên cho quý vị các bạn cùng xem sau các bạn nhé. Quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến những chiếc xe này thì có thể chuẩn bị liên hệ trước với chúng tôi để xem xe các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá khoảng độ 800 triệu đồng thôi, loanh quanh 800 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe SUV gầm cao 7 chỗ ngồi rất là mới, rất là đẹp như này đây các bạn nhé. Quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.